Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, là một người phụ nữ khôn ngoan trong cuộc sống thì bạn nên phải biết mềm mỏng, cưng nhu đúng lúc để được chồng yêu thương cưng chiều, gia đình hòa thuận. Đừng bao giờ dại dột đi cãi tay đôi với đàn ông, sẽ vướng vào rất nhiều phiền toái đấy. Hãy dùng sự xinh đẹp và thông minh của mình để cuộc sống được hạnh phúc. Có 3 thời điểm, phụ nữ càng mềm mỏng thì càng được đàn ông yêu chiều, yêu thương. Phụ nữ thông minh nhất định phải nhớ lấy. 3 thời điểm, đàn bà càng mềm, đàn ông càng mê mệt. Phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết. Đây là những thời điểm phụ nữ khôn ngoan nên biết mềm mỏng để được chồng yêu thương, say mê, muốn gì chồng cũng chiều. Người phụ nữ khôn ngoan đừng chăm chăm cãi tay đôi hoặc là hơn thua với chồng mình. Trời ban cho bạn sự dịu dàng, xinh đẹp. Chính vì vậy, bạn hãy biết sử dụng nó như là một thứ vũ khí trong những thời điểm quan trọng như thế này. Thứ nhất, khi chồng đi nhậu với bạn bè. Đây là một thời điểm đàn bà khôn ngoan nên mềm mỏng, cư xử đúng mực để chồng không cảm thấy khó chịu. Đàn ông ấy, họ thích tụ tập với bạn bè để có thể giải tỏa hết những áp lực trong cuộc sống, trong những chuyện thường ngày. Chính vì vậy, phụ nữ đừng bao giờ quá lo lắng hay là cằn nhằn chồng về chuyện này. Đặc biệt là khi anh ấy cùng ngồi nhậu với bạn bè. Thay vào đó, bạn hãy dùng sự mềm mỏng, dịu dàng của mình để có thể khuyên bảo chồng mình. Bạn hãy nói, bụng của anh ấy ngày càng bự lên, mất đi cái vẻ đẹp trai phong độ rồi đó. Thay vì bạn cứ nói, đừng có mà uống bia nữa, sao anh không có chịu nghe lời em nhỉ? Thứ hai, khi chồng giận dữ, bực tức. Khi chồng bạn đang nóng giận, nếu như bạn không biết kiềm chế, dễ khiến cho vợ chồng cãi nhau to. Vào thời điểm này, vợ nên nhường nhịn để xoa dịu cơn giận trong lòng chồng. Sau đó, bạn hãy dò hỏi chồng đã trải qua cái chuyện gì. Công việc của anh ấy có ổn không? Hay là xảy ra chuyện gì bất chắc mà khiến cho anh ấy giận dữ như vậy? Muốn hôn nhân của bạn hạnh phúc, vợ cần phải san sẻ gánh nặng với chồng mình. Bạn đừng bao giờ thờ ơ, không quan tâm đến những gì mà người bạn đời của mình đang phải đối mặt. Khi chồng cảm nhận được cái sự mềm mỏng, quan tâm của vợ, anh ấy sẽ càng yêu thương bạn hơn. Thứ ba, khi làm chuyện ấy. Trong cuộc yêu, đàn bà nên tận dụng thứ vũ khí tối thượng chính là sự dịu dàng của mình. Đặc biệt hơn, bạn đừng bao giờ giả vờ lên đỉnh hoặc là không tập trung. Vì đây là những hành động khiến cho đàn ông ghét vợ của mình nhất. Họ không thích bị vợ của mình xem thường bản lĩnh đàn ông. Sau những cuộc yêu nồng thắm, phụ nữ hay dịu dàng thủ thỉ vào tai chồng mình những cái lời ngọt ngào, âu yếm. Chẳng hạn như bạn khen ngợi khả năng của anh ấy, hoặc là bạn hãy cho anh ấy biết, hoặc là bạn cho anh ấy biết bạn hài lòng như thế nào. Kính thưa quý vị, hôn nhân tan vỡ là một trong những điều mà chẳng ai mong muốn khi bước vào cuộc sống gia đình. Ngoài việc làm cho bản thân và gia đình mình tốt, bạn hãy chú ý tới những lỗi lầm của nhiều người đi trước mắc phải để tránh nó ra nhé. Dưới đây là những tâm sự xương máu của những người phụ nữ đã ly hôn, dặn dò cho chị em có gia đình. Hãy ghi nhớ để giữ gìn hạnh phúc gia đình mình các bạn nhé. 3 sai lầm xương máu phụ nữ ly hôn nhắn gửi phụ nữ có gia đình. Hôn nhân đổ vỡ là điều mà không một người phụ nữ nào mong muốn. Trải qua một trận bẻ dâu, phụ nữ ly hôn bình tâm lại để có thể nhìn ra được những sai lầm xương máu đẩy cuộc hôn nhân của họ đến đường cùng, vô phương cứu chữa. Cuộc hôn nhân 7 năm đi vào đường cùng với những trận cãi vã không hồi kết, những lúc chi chiết tố cáo nhau đầy tổn thương. Dù đã có với nhau 2 mặt con rồi, chúng tôi vẫn không thể nào vị tha cho nhau để có thể giữ lấy mái nhà cho con cái. Tất nhiên, tôi có lỗi, chồng cũng chẳng đúng. Nhưng mà một khi đã ly hôn một thời gian, chúng tôi mới bình tâm lại được, có thể nhận ra được những bài học xương máu từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Sai lầm thứ nhất tôi phạm phải chính là luôn nhìn vào những thiếu sót và nói những điều không tốt về chồng và gia đình nhà chồng. Ngay cả khi họ đã làm những việc khiến cho tôi bất mãn, nhưng mà cách hành xử của tôi cũng không hề có lề lối, cũng không hề có văn minh. Thay vì trực tiếp giải quyết mâu thuẫn với cha mẹ hay là họ hàng của chồng, tôi lại hay chê trách, hay phàn nàn với họ
về chồng mình. Chồng cũ ban đầu của tôi đứng ra giúp tôi để có thể làm hòa hay là hiểu hơn về họ. Nhưng mà nhiều lần sau đó, anh ấy đã không còn đủ kiên nhẫn. Tôi muốn chồng của mình phải đứng về phía mình để chống lại họ. Nhưng tôi quên một điều rằng, họ là gia đình, họ là người thân của nhau. Dù họ có sai tới đâu, anh ấy cũng không thể quay lưng với họ được. Tôi cố tình kéo anh ấy về phía mình, chỉ làm bản thân trở thành kẻ phản diện, không có hiểu lý lẽ. Đúng là chẳng có ai có thể chịu đựng nổi người bạn đời của mình trong cái tâm thế chống đối lại người thân của mình. Sai lầm thứ hai là chính tôi luôn muốn làm đẹp cho ngoại hình, nhưng mà lại quên học cách ăn nói, giao tiếp. Dù tôi có ăn mặc xinh đẹp, da dẻ có hồng hào, dáng dẻ có hấp dẫn, mà lời lẽ thì lại không dễ nghe, không có đi vào lòng người, thì chồng của mình cũng dần già, không còn có cảm xúc. Tôi là một người thẳng thắn, vô tư trong ăn nói. Đó cũng chính là điểm mà chồng tôi thích khi mới yêu đương. Nhưng mà trong hôn nhân ý, nói thẳng, nói thật thà quá, đôi khi lại làm tổn thương cái tôi của đối phương đấy. Không có ai nói cho tôi biết rằng một người vợ khôn ngoan là phải nâng đỡ cái tôi của chồng mình lên, dùng lời nói của mình để cho anh ấy hãnh diện, tự hào. Dù trong lúc đó chỉ có hai vợ chồng mà thôi. Với người ngoài, dù có tức giận như thế nào thì tôi vẫn cẩn thận từng lời, từng câu. Sợ người này mất lòng, sợ người kia không vui. Vậy và mới người bạn đời của mình, tôi lại cứ chút hết những cái lời không hay, thậm chí là những lời nói có tính sát thương, có khi là giận dữ. Tôi yêu anh ấy nhưng lại không biết cách thể hiện hay là bảo dưỡng xúc cảm của mình. Đã có rất nhiều lần chồng tôi đều im lặng với những lời chê bai vô ý, vô tứ của tôi. Những lúc chồng mệt mỏi vì công việc, tôi lại bắt đầu càm ràm. Em đã bảo rồi, sao anh không có nghe cơ chứ? Không có chịu nghe lời em gì cả. Khi chồng tôi cần động viên, tôi lại bắt đầu thẳng thừng. Đàn ông đàn an như anh cái kiểu gì thế? Yếu ớt thế? Anh có nghị lực một chút cho em xem nào. Tôi quên mất một điều rằng, muốn giữ tình yêu của đàn ông thì cần phải cho họ cái sự ngưỡng mộ và sự tự tôn cao nhất. Và sai lầm cuối cùng làm tôi day dứt nhất chính là đã giao hết hạnh phúc của mình để cho chồng cũ nắm giữ. Tâm trạng của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện của anh ấy. Nếu như anh ấy ở bên thì tôi vui vẻ, tôi tươi tắn. Nhưng mà nếu anh ấy ra ngoài thì tôi lại u buồn, lo lắng. Khi mà anh ấy làm những việc khiến cho tôi cảm động, tôi sẽ khoe với mọi người. Còn những lúc mà anh ấy thiếu sót, tôi lại so sánh chồng mình với chồng của người khác. Trong cuộc hôn nhân rạn nứt như thế này, chồng của tôi vẫn có lỗi sai. Anh ấy quá ham chơi, không có ý chí cầu tiến trong công việc. Thậm chí có nhiều lúc anh ấy vô tâm tới mức khiến cho tôi bị tổn thương. Nhưng mà tôi cũng đã tạo cho chồng mình quá nhiều những căng thẳng. Anh ấy không hoàn hảo, nhưng mà không thể lúc nào. Nếu như tôi có một thế giới riêng, một hạnh phúc riêng, thì tôi đã không xét nét với chồng cũ của mình. Có người bạn đã từng nói với tôi rằng, chỉ có phản bội mới đủ để giết chết hôn nhân, sao không thử để mà cứu vãn. Thật ra, cái đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là xuất hiện cái người thứ ba, mà là khi người trong cuộc dần mất cái cảm giác và không còn cần nhau nữa. Tình cảm một khi đã mất thì như cái gương đã vỡ, cố đến mấy cũng không thể như cũ được. Nhưng mà người đau lòng, người thiệt thòi nhất không phải là tôi hay là chồng mình, mà đó chính là con cái. Tôi và chồng mình có thể sẽ tái hôn, cưới một người khác, có một gia đình hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà với hai con của tôi, chúng không thể nào có một gia đình lần nữa. Trái tim của con đã mất một khoảng lớn, là tình cảm trong gia đình có cha mẹ đủ đầy. Tôi thật hy vọng với những ai vẫn còn gia đình nguyên vẹn, hãy thật cẩn thận giữ gìn gia đình mình. Đừng bao giờ nhìn bạn đời mình vì những sai sót, mà hãy nhìn lại chính mình, xem mình có làm điều gì chưa đúng. Vì hôn nhân mà đổ vỡ không chỉ là nỗi đau của riêng bạn, mà là còn dày vò cho những người mà bạn yêu thương.